Đến 23 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2021, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại căn nhà 1 trệt 2 lầu trên đường Kha Vạn Cân. Nhiều người hô hoán đập cửa, thông báo cho những người ở bên trong căn nhà cháy biết. Nghe tiếng hô hoán, hai nữ sinh viên trong căn nhà này đã kịp mở cửa tháo chạy ra ngoài thoát nạn. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức đã có mặt triển khai công tác cứu hộ. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy đã làm nhiều tài sản tại tầng trệt của căn nhà bị thiêu rụi, xe máy của sinh viên bị cháy hư hỏng. Theo người dân, căn nhà trên cho các nữ sinh thuê ở. Nguyên nhân vụ cháy nhà trọ đang được làm rõ.